Đèn trang trí Ngọc Thắng xin kính chào anh chị. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị một mẫu đèn bàn có thể trang trí được phòng ngủ, phòng khách. Đèn có chiều cao tổng thể là 55cm, đường kính trao là 35cm. Tất cả các đèn bàn bên em đều có tích hợp sẵn công tắc. Bóng kèm theo sẽ là bóng LED 3 chế độ màu hoặc là bóng LED vàng. Quý khách có thể chọn trong phần phân loại nhé. Chao đèn được làm bằng vải có màu đen viền vàng. Thân đèn được làm bằng hợp kim xuyên vàng cao cấp. Nhìn tổng thể chiếc đèn này mang lại cho chúng ta một vẻ đẹp sang trọng. Đối với bóng LED 3 màu ánh sáng trắng vàng trung tính thì khi bật tắt công tắc thì đèn sẽ chuyển màu. Những video em up lên đây đều được quay bằng cam thường và không qua chỉnh sửa, cho nên các anh chị ở xa có thể nhìn rõ được chất liệu của đèn cũng như tất cả các chi tiết mà em đưa lên. Mỗi chiếc đèn giao đi đều được chúng em kiểm tra rất là cẩn thận và đóng gói rất là kỹ lưỡng cho mình, cho nên các anh chị hãy cứ yên tâm nha. Bên em còn rất là nhiều mẫu với những kiểu dáng đa dạng và chất liệu khác nhau, cho nên nếu anh chị còn tư vấn về mẫu này hoặc các mẫu khác nữa, xin hãy liên hệ với đèn trang trí Ngọc Thắng để chúng em có cơ hội được phục vụ anh chị nha. Tất cả các đèn trang trí của bên em đều được bảo hành 24 tháng, nên trong quá trình mình sử dụng, nếu có gặp vấn đề gì xin hãy liên hệ lại với bên em để bên em kịp thời hỗ trợ mình nha. Video giới thiệu về sản phẩm này đến đây là hết rồi. Đèn trang trí Ngọc Thắng xin chào và hẹn gặp lại.